cuốn sách nhìn ăn hợp lý bí quyết gia tăng thể chất trí tuệ tinh thần tác giả pro ano edrich bùi trần trung tổng hợp và dịch chương 1 nhìn ăn hợp lý bởi giáo sư ano edrich phần 1 phần tiếp theo gia tăng tuổi thọ ở những chương trước, tôi đã khẳng định sự tắc nghẽn bởi chất nhầy là lý do cho bệnh tật và lão hóa. Tôi cũng chứng minh khả năng tái tạo của các tế bào chết. Dưới góc độ này, người ta không thể phủ nhận rằng cơ thể người có thể tồn tại rất lâu nếu nó được xây dựng và duy trì bởi thực phẩm mặt trời sống từ lúc còn nhỏ. Điều này giúp cơ thể được nuôi dưỡng vượt trội hơn so với thực phẩm không lành mạnh mà số đông người ăn tạp ăn. Vật liệu xây dựng của cơ thể lúc đó bền hơn rất nhiều. Với lối sống đúng tự nhiên, sự trao đổi chất diễn ra ở cấp độ ít hơn nhiều. Tương tự áp lực lên các cơ quan bên trong cũng ít hơn nhiều, đặc biệt là tim và dạ dày. Kể cả khi hoạt động ở mức cao nhất, cơ thể không chất nhầy cũng gần như không cùng tần số xung động của người ăn nhiều. Chỉ thông qua sự tiết kiệm năng lượng này có thể hoàn toàn siêu luận và chứng minh sự ưu việt về tuổi thọ. Nhưng liệu chúng ta thậm chí có thể giải quyết tình trạng toàn bộ cơ thể bị táo bón chết nhầy đã giải thích? Bí mật cuối cùng của mọi bí mật là cái chết không? trong những chấn thương và rối loạn nguy hiểm trong đời não bộ và tim là các cơ quan mà sự rối loạn chức năng của chúng cuối cùng gây ra cái chết chúng ta có thể nói rằng trong hầu hết các căn bệnh cái chết diễn ra qua sự phát triển bổ sung bệnh tim về vấn đề này khoa học đến nay chưa đưa ra nhận định cuối cùng nhưng chúng ta có thể nói sự tắc nghẽn mạch máu của tim và sự phá hủy của dây thần kinh tim mềm qua sự tái đầu độc diễn ra lâu ở máu là nguyên nhân cuối cùng của cái chết trong mọi căn bệnh mạng tính tương tự như vậy sự tắc nghẽn của các mạch máu mềm ở não và cuối cùng tràn máu đột quỵ cũng như sự tắc nghẽn toàn bộ các mạch khác dẫn đến toàn bộ chức năng của sự sống ngừng lại sinh ra cái chết dĩ nhiên các yếu tố khác cũng góp phần tạo ra kết quả này chẳng hạn sự thiếu không khí trong trường hợp bệnh phổi khoa học cũng đề cập tới sự xuất hiện quá nhiều các tế bào bạch cầu là nguyên nhân cho cái chết quá trình bệnh này được xem là căn bệnh tự nhiễm gọi là bệnh bạch cầu máu trắng nhưng dưới quan điểm của tôi là nhiều chất nhạy hơn máu, nhiều lý do khác cũng là nguyên nhân của cái chết. Nếu tình cờ một căn bệnh không thể được xác định rõ trong danh sách bệnh tật thì nó được gọi tên là bệnh suy mòn. Nghe rất khôn ngoan nhưng nghĩa là tình trạng dinh dưỡng tồi tệ, thoái hóa. Giờ đây tôi hỏi điều gì thật sự là chất độc giết người? Y học hiện đại coi khuẩn hình que là nguyên nhân cho hầu hết các căn bệnh. Và đó nói rằng khuẩn hình que cũng là nhân tố quan trọng chủ yếu cho mọi bệnh tật lão hóa, chết và chắc chắn phần lớn bệnh tật và hậu quả của chúng cái chết là do khuẩn hình que. Thử nghiệm của tôi chứng minh rằng chất nhầy là nhân tố quan trọng và chính khác với lý thuyết khuẩn hình que ở chỗ chi có chất nhầy này là mầm móng nguyên nhân của bệnh tật. Sự xuất hiện quá nhiều của các tế bào bạch cầu đó là chất nhầy chết máu trắng so với chất đường và sắc máu đỏ gây ra nguy hiểm cho sự sống màu đỏ và ngọt là biểu tượng rõ ràng của sự sống và tình yêu màu trắng xám không màu đắng là biểu tượng của bệnh tật và vượt trội bởi chất nhầy kẻ giết người từ từ cuộc vật lộn với tử thần hay sự đau đớn cùng cực về thể xác chỉ có thể được xem là khủng hoảng cuối cùng nỗ lực cuối cùng của cơ thể để thải chất nhầy ra cuộc chiến cuối cùng của các tế bào còn sống với các tế bào chết và chất độc chết người của nó nếu các tế bào trắng chết Chất nhầy trong máu, chiếm ưu thế. Sự tắc nghẽn cơ học không chỉ xảy ra ở tim, mà sự tái tạo hóa học, sự suy giảm, sự đầu độc toàn bộ, sự thoái hóa đột ngột của toàn bộ lượng máu cũng xảy ra, và cơ thể ngừng hoạt động nhanh chóng. Nó đã trở về với Thượng Đế. Chúng ta quỳ gối trước sức mạnh huyền bí của thần chết. Chúng ta nói với sự cam chịu như vậy. Hết phần 1 Cảm ơn bạn đã lắng nghe mời bạn đăng ký kênh để nhận được thông báo các video mới nhất nhé mình chúc bạn thật nhiều sức khỏe và an vui